Xin chào các bạn. Trong những ngày đầu năm 2022, Quảng Ninh đã khánh thành hàng loạt các dự án trọng điểm như dự án cầu Tình Yêu hay còn gọi là cầu Cửa Lục 1, dự án đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả, thông xe kỹ thuật đường cao tốc Vân Đồn Móng Cái. Cùng với các công trình trên, còn có rất nhiều các công trình hạ tầng giao thông mà tỉnh Quảng Ninh đang triển khai xây dựng. Trong đó có dự án mà hôm nay mình sẽ cập nhật đến mọi người, đó là dự án nút giao đầm Nhà Mạc. Nút giao đầm Nhà Mạc được quy hoạch nối đường ven sông với cao tốc Hạ Long - Hải Phòng tại km 20+50. Thiết kế nút giao khắc mức liên thông dạng hoa thị hoàn chỉnh, quy mô công trình cấp 2, dự án nhóm B với 8 nhánh rẽ, có tổng chiều dài là 8,095 km, phạm vi chiều dài bám đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng là 1,57 km. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 760 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, được triển khai trên diện tích 83,4 ha. Nút giao thì bao gồm các cái hạng mục mở rộng nền mặt đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, tạo làn tách nhập rộng 8,25 m, các tuyến nhánh nối với đường ven sông, thiết kế theo quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 8 làn xe, chiều rộng nền đường là 46,5 m, các tuyến nhánh còn lại thiết kế hai làn đường có chiều rộng là 11,75 m, cải tạo hầm chui cao tốc, thi công hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và an toàn giao thông. Dự án được khởi công cuối năm 2020 và dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm 2022. Sau hơn một năm tổ chức thi công thì dự án mới đạt trên 30% khối lượng các cái hạng mục. Cụ thể thì ở hạng mục đắp đất, cát nền mới đạt trên 70.000 mét khối, bằng 32% khối lượng công việc. Công tác xử lý nền đất yếu mới đạt khoảng 25%. Thi công cọc xi măng đất đạt 55%, riêng hạng mục hầm chui cao tốc thì đã hoàn thành đổ bê tông xong. Hạng mục đắp đất hai đầu hầm chui khối lượng đạt khoảng 40% do vướng hạ tầng đường dây điện trung thế. Theo kế hoạch thì dự án sẽ hoàn thành vào tháng 7 năm 2022. Như vậy thì các nhà thầu chỉ còn 7 tháng nữa để hoàn thành khoảng 70% khối lượng các cái phần việc còn lại. Tiến độ hiện tại thì đang chậm so với kế hoạch đề ra. Theo như ghi nhận tại công trình, số lượng công nhân và máy móc tập trung thi công không nhiều, tiến độ cũng diễn ra khá chậm chạp. Với cái tiến độ và khối lượng công việc đang thực hiện thì việc hoàn thành vào tháng 7 năm 2022 là rất khó khả thi. Đây là đoạn đường mở rộng trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng ở phía phải cao tốc hướng từ Hạ Long đi Hải Phòng. Đoạn này thì sẽ mở rộng 8,25 m mỗi bên, kéo dài 1,57 km dọc theo tuyến cao tốc để làm đường lên xuống. Và đường nhánh rẽ phải xuống đường Tây Nam 10 làn và đường từ Tây Nam 10 làn rẽ ngược lên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Đoạn này thì được thiết kế hai làn đường với mặt cắt là 11,75 m đang được thi công đắp đất nền đường. Còn đây là đường đấu nối với đường ven sông 10 làn xe đi qua khu vực hầm chui cao tốc hướng từ thị xã Quảng Yên ra khu vực đầm Nhà Mạc và khu Tiền Phong. Đoạn đường này thì được thiết kế với 8 làn xe với mặt cắt đường là 46,5 m. Nhà thầu thì đang tập trung thi công chính vào hai khu vực này khi mà phần mặt bằng thì đã tương đối ổn định cũng như đã được xử lý lún bằng công nghệ bấc thấm. Phần đường nhánh rẽ từ hướng cầu Bạch Đằng xuống khu Tiền Phong và đầm Nhà Mạc mà các bạn đang thấy thì đã được thi công xong phần nền đất đắp được khoảng 80% nhánh rẽ. Như vậy thì phần san lấp làm mặt bằng đường thì mới thi công được gần hết hai phần nhánh rẽ, phần còn lại thì vẫn đang chờ và chưa thi công được. Thị xã Quảng Yên thì là một địa phương ở phía tây nam của tỉnh Quảng Ninh, giáp với thành phố Hạ Long ở phía đông bắc. Phía đông nam thì giáp với biển, phía tây nam thì giáp với Hải Phòng qua sông Bạch Đằng và sông Đá Bạch. Phía đông và đông bắc thì giáp với thành phố Uông Bí. Trong cái quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế xã hội của Quảng Ninh, thị xã Quảng Yên được định hướng hạt nhân, động lực tăng trưởng mới cho tuyến phía tây, nằm trong cái hệ thống khu kinh tế ven biển Việt Nam được chính phủ phê duyệt.
Trong tổng số 11 cái khu công nghiệp toàn tỉnh hiện nay thì thị xã Quảng Yên có đến 5 khu công nghiệp đã và đang triển khai với cái tổng diện tích là trên 4.591 ha. Trong đó thì có bao gồm là khu công nghiệp Đông Mai, khu công nghiệp Sông Khoai, khu công nghiệp Nam Tiền Phong, khu công nghiệp Bắc Tiền Phong và khu công nghiệp Bạch Đằng. Để mở rộng kết nối các cái khu công nghiệp, đặc biệt là khu công nghiệp Nam Tiền Phong, Bắc Tiền Phong và khu công nghiệp Bạch Đằng, cũng như một số các cái khu vực như là khu công nghiệp Đầm Nhà Mạc được quy hoạch trong thời gian tới, thì việc xây dựng các cái tuyến đường, công trình kết nối là điều chắc chắn phải làm nếu muốn thúc đẩy cái sự phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển về công nghiệp, dịch vụ. Với lợi thế tiếp giáp biển và tiếp giáp với sông Bạch Đằng, phù hợp để phát triển các khu công nghiệp cảng biển, khi mà cửa sông vừa có độ sâu lại vừa tĩnh lặng để các tàu thuyền có thể neo đậu, thuận lợi cho cái việc vận chuyển chuyển cầu hàng hóa. Vì thế, nút giao Đầm Nhà Mạc có cái vị trí cực kỳ quan trọng khi nó sẽ kết nối khu vực Đầm Nhà Mạc, khu vực phía Bắc và Nam Tiền Phong, thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu đi các tỉnh thành phía Bắc và Đông Bắc Bộ, phục vụ cho việc xuất nhập khẩu thông qua đường biển, một trong những cái phương tiện vận chuyển truyền thống an toàn và hiệu quả cao với cái chi phí không quá lớn. Khu công nghiệp Đầm Nhà Mạc có cái diện tích hơn 7.000 hecta nằm ngay đầu của nút giao Đầm Nhà Mạc. Đây là khu công nghiệp phát triển đa ngành nghề, được đầu tư đồng bộ các hạng mục cơ sở hạ tầng kỹ thuật cần thiết, trung tâm điều hành, cảng dịch vụ, hệ thống các công trình phụ trợ đồng bộ phù hợp với mục tiêu bảo vệ môi trường và đảm bảo môi sinh đáp ứng yêu cầu phòng chống cháy nổ, đem đến sự thuận tiện và an toàn cho các nhà đầu tư, đồng thời hài hòa với các khu vực đô thị lân cận. Hệ thống cơ sở hạ tầng cảng phục vụ cho công nghiệp, cơ sở hạ tầng kho bãi và logistics, tiện ích chung, các cái nhà xưởng tiêu chuẩn, cảng để tiếp nhận tàu neo cập, kho hàng, sân bãi. Cũng theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập khu kinh tế ven biển Quảng Yên giai đoạn từ năm 2021 đến 2025 sẽ thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản phục vụ cho khu kinh tế và xây dựng cơ sở hạ tầng cho các khu công nghiệp. Chính vì thế, trong thời gian sắp tới, khu vực này và toàn bộ khu vực Quảng Yên sẽ còn rất nhiều các công trình hạ tầng sẽ được triển khai. Hy vọng sau những cái thời điểm khó khăn từ dịch bệnh, giải phóng mặt bằng cũng như khó khăn về việc thi công do địa chất phức tạp, trong cái thời gian tới, công trình sẽ được triển khai nhanh chóng, kịp hoàn thành để cùng với các công trình khác như đường nối đại lộ Tây Nam 10 làn, hoàn thiện cơ bản hệ thống giao thông kết nối, tạo điểm nhấn và sức bật cho một ngành kinh tế mới của Quảng Ninh, góp phần đóng góp vào cái sự phát triển kinh tế xã hội của Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung. Đến đây thì Quảng Ninh 24 giờ xin được kết thúc video cập nhật tiến độ dự án nút giao Đầm Nhà Mạc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Đừng quên like, subscribe và nhấn chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất nhé.